Này là đám hồng ri nha các bạn, trồng xuống đất á, trồng xuống đất nó đã lắm nè, đám hồng ri nè. Đám này đám hồng ri. Để nó có hạt nè, để anh Tư lấy hạt, anh Tư gieo thử coi nó có lên không. Nè, trái hạt quá chừng nè. Trái hạt quá chừng nè, để thử coi anh Tư gieo nó coi nó lên không nha. Này là hồng ri nha các bạn. Cái vạn thọ thì cũng có 3 màu là chủ lực nha các bạn. Màu này là màu vàng, màu vàng vàng chanh nè ha. Vàng chanh. Màu này là màu vàng chanh nè. Rồi màu này là màu vàng mà nó hơi đậm hơn chút xíu nè. Cái này là trồng chậu một cây. Chậu một cây nè các bạn, chậu một cây. Một cây đi hai cơ nha. À, một cây đi hai cơ nè các bạn, thấy cái chậu khủng hoảng luôn ha, đẹp ghê ghê luôn nha. Một cây ha, đi hai cơ ha, bông dày nè. À, để làng hoa của mình anh em để qua trước trước hàng rào chơi cho nó đẹp nè. Cái này màu màu cái giống này là giống cam đỏ của FVN nha các bạn. À, bông của nó đều tầm khoảng 8 đến 10 cm. Rồi các bạn nào nó trồng nó bị điếc chèo hay là nó bị không có bung chèo thì cái đó thì đó anh Tư cũng đó là không biết nha các bạn. Nhưng mà về riêng về phần anh Tư trồng là chưa thấy cái hiện tượng nào nó xuất hiện, chưa có hiện tượng đó xuất hiện nha. Đây cam đỏ. Rồi còn về giống bông vạn thọ thì cái loại của Arisic này á là bông lớn nhất nha các bạn. À, bông lớn nhất trong cái dòng vạn thọ nè. Nhưng mà có một cái là nó hơi lùn nha. Nó cao vào tầm khoảng 40 cm. Bông rất là to nha. Cái vàng. Rồi cam. Cam bên đây là của FVN nha các bạn. Tại anh Tư không có chống chổi nó lên, không có chằng chéo nó, với lại mới mưa nữa nè. Này anh Tư trồng chậu 80 luôn á. Trồng hai màu luôn nè. Tại khúc cuối này làm biến lạc chèo nha bạn, làm biến lạc chèo nè, cái chèo này nè. Làm biến lạc chèo cho nên bông nhỏ xíu à, phải lạc chèo nó bông mới bự được. Còn mình làm biến lạc cái là nó nhỏ xíu bông à. Rồi cần về vạn thọ thì các bạn cứ liên hệ nha, giống rồi kỹ thuật trồng đồ là các bạn cứ liên hệ với anh Tư nha. Rồi hết vụ bông rồi nha các bạn. À, chuẩn bị anh Tư trồng bông vô vụ sầu riêng với lại vô vụ nhãn với xoài nha. À, bữa nay xuống xuống nhị được nhiêu đây rồi nè. Này cây này cây thái nha các bạn. Bỏ không anh Tư, bỏ bê không à. Chăm sóc chả có chăm sóc luôn. Thôi kệ đi, có nhiêu mình ăn nhiêu. À, bữa nay xuống nhị vậy nè, ở này nó này chắc khoảng tầm tuần sau là sổ nhị hết rồi. À, mưa các bạn ơi, đọt đồ cũng ok nha, đọt già nha, chưa đi đọt nha. Rồi cứ liện lân cho nó, liện lân cho nó là lá nó già lại nó chậm đi đọt nha.
Nè, bạn thấy không? Cây này cây Thái. Ở trồng trong rập các bạn ơi, trồng đủ loại trơn, trong rập nó thoát thân cao lên không à. Em Tư trồng chơi một vài cây thôi, cây này cây đi 6 các bạn. Gãy cái đọt rồi. Hồi năm rồi cây này được 60 trái, 60 trái là nó khoảng hơn trăm mấy ký đó, trái 2 ký 2 đổ lên không á các bạn. Rồi năm nay nó gãy cái đọt nè, gió nó gãy cái đọt rồi, cái bông nó ít xịt luôn nè, gãy lỗ chống lỏng nè. Với lại anh Tư không có xử lý, chả xử lý gì hết trơn nha bạn. Ra tới đâu là xịt tới đó à, phân thì cũng có đi đều đều cho nó. Với lại nước vừa ngập nữa, nước vừa rồi chiến vừa rồi nó ngập lúc hết trơn luôn nha. Nó còn sống là nó may rồi đó, còn sống mà ra bông vậy là nó may rồi đó. Vật tư ngành qua nha các bạn. Thì bữa nay trời hơi tối, chậu nha, cái kho nè, muốn thứ gì cũng có trơn nha các bạn, không có thiếu thứ gì trơn. Sơ dừa nè, bữa nay anh Tư vô review cái kho cho các bạn xem nha. Rồi chậu thì kính thưa các loại chậu luôn nha. Rồi có đất sạch luôn, đất sạch này gieo cây con là số 1 nha, gieo cây con là số 1 luôn á, có lớn có nhỏ có. Rồi chậu thì kính thưa các loại chậu luôn. Giá cả thì cạnh tranh nha bà. Nói chung là đủ thứ hết trơn á, bọc chùm nhận thọ rồi bọc ui. Nói chung là vật tư ngành qua mà, không có thiếu thứ gì hết trơn á. Chậu thì đủ mẫu luôn, đủ kích thước luôn. Nè các bạn coi cái kho này khủng không? Sỉ có lẻ có luôn nha các bạn. Rồi lưới mát rồi lưới bạc rồi để chải cỏ rồi màng phủ rồi ôi, nói chung là tổng quát về vật tư ngành qua không thiếu loại nào nha.